Israel hoàn tất tiêm chủng COVID-19 cho gần một nửa dân số. Lũ lụt tại Jakarta, Indonesia khiến 5 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ đối mặt với khủng hoảng năng lượng đầu tiên. Thưa quý vị, hôm nay Israel đã mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế khi gần 50% dân số nước này đã được tiêm chủng ngừa COVID-19. Bộ Y tế Israel cũng thông báo dữ liệu từ chiến dịch tiêm phòng toàn quốc cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech có hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm tới 95,8%. Các cửa hàng ở Israel mở cửa đón khách, trong khi các điểm giải trí như phòng tập gym và nhà hát chỉ được phép tiếp nhận những người đã tiêm chủng hoặc những người đã khỏi bệnh, được cho là có khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội vẫn còn hiệu lực. Việc khiêu vũ bị cấm tại các phòng tiệc, trong khi giáo đường, nhà thờ Hồi giáo được yêu cầu chỉ tiếp nhận một nửa số tín đồ cầu nguyện. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế này nằm trong kế hoạch của chính phủ Israel mở cửa nền kinh tế quy mô rộng hơn vào tháng tới. Theo Bộ Y tế Israel, hơn 45% trong tổng số 9 triệu dân đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Việc tiêm phòng hai mũi vaccine ngừa COVID-19 đã giảm 95,8% tỷ lệ lây nhiễm ở nước này. Hôm nay, cơ quan chức năng Campuchia xác nhận thêm 17 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca liên quan tới sự cố cộng đồng ngày 20 tháng 2, nâng số ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng trong vụ này lên con số 47. Hai ca còn lại là trường hợp nhập cảnh. Trong số 15 ca nhiễm mới liên quan đến sự cố cộng đồng ngày 20 tháng 2 tại Campuchia, có 14 người quốc tịch Trung Quốc và một người Việt Nam, độ tuổi từ 24 tới 41. Bộ Y tế Campuchia tiếp tục kêu gọi những người có liên quan đến sự cố cộng đồng ngày 20 tháng 2 đến xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Chak Angre ở thủ đô Phnom Penh. Hôm 20 tháng 2, các cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện 32 ca nhiễm tại thủ đô Phnom Penh, chủ yếu trong khu vực đảo Koh Phi và một khu chung cư gần sân vận động Olympic. Đây là đợt bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng thứ 3 tại Campuchia. Malaysia đã quyết định đẩy sớm lịch tiêm phòng COVID-19 lên 2 ngày, sau khi lô vaccine đầu tiên của Pfizer-BioNTech đã đến nước này trong hôm nay. Tổng cộng có hơn 312.000 liều vaccine của Pfizer-BioNTech đã đến Malaysia vào sáng nay. Lô vaccine thứ hai sẽ đến vào ngày 26 tháng 2. Cứ 2 tuần một lần, Malaysia sẽ nhận lô vaccine mới cho đến khi đơn hàng được hoàn tất. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở toàn bộ khu vực xung quanh thủ đô Jakarta, Indonesia. Trong số 5 nạn nhân thiệt mạng, bao gồm một người đàn ông 67 tuổi bị mắc kẹt trong một ngôi nhà ngập nước, 3 nam sinh tử vong do bị lũ cuốn trôi và một bé gái bị chết đuối. Nhà chức trách Indonesia cho biết mưa lớn đã diễn ra tại Jakarta trong suốt cuối tuần, khiến hàng chục tuyến đường chính chìm trong nước và hàng trăm người buộc phải sơ tán đến nơi an toàn. Vùng thủ đô Jakarta, khu vực có khoảng 30 triệu người sinh sống, vốn thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt vào mùa mưa, có thể sẽ có thêm nhiều trận mưa lớn vào tuần tới. Một số hộ dân ở bang Texas của Mỹ cho biết họ đã nhận được những hóa đơn điện rất lớn sau khi các trận bão tuyết gây ra tình cảnh hỗn loạn trên toàn bang vào tuần qua. Kênh truyền hình NBC News đưa tin một số gia đình ở bang Texas nhận hóa đơn tiền điện lên tới $10,000, trong khi một kênh truyền hình địa phương ở Dallas lấy dẫn chứng hình ảnh hóa đơn tiền điện của một người đàn ông sống trong thành phố có con số hơn $17,000. Một gia đình ở thành phố Willow Park cho biết may mắn họ không bị mất điện trong các trận bão tuyết, nhưng hóa đơn điện cho căn hộ 3 phòng ngủ đã tăng vọt tới gần $10,000 chỉ trong vài ngày qua. Sau khi nhận được hóa đơn điện tăng đột biến, các gia đình đã báo cho Griddy, một nhà cung cấp điện trong bang. Griddy đã khuyến nghị khách hàng nên chuyển sang một nhà cung cấp khác trong tuần này, cảnh báo họ nên tìm các gói cước điện cố định để thay thế. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, bão tuyết kỷ lục trong nhiều thập kỷ đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng tại bang Texas của Mỹ và làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu. Khủng hoảng nguồn cung điện sau đợt bão tuyết này đã trở thành một trong những thách thức đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải giải quyết, nhưng cũng là cơ hội để chính quyền của ông nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các chính sách về năng lượng của mình. Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ khiến các tua bin gió bị đông cứng và không thể tiếp tục hoạt động.
khi hàng triệu người dân Texas co ro trong bóng tối. Những người ủng hộ việc dùng nhiên liệu hóa thạch đã quay sang chỉ trích các trang trại gió khổng lồ. Tình trạng mất điện cũng giúp các chuyên gia nhận ra rằng lưới điện Texas không bền vững trước thời tiết khắc nghiệt. Họ cũng cảnh báo các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra sẽ tác động xấu đến ngành công nghiệp năng lượng hàng đầu của Mỹ. Cuộc khủng hoảng này có thể trở thành cơ sở để chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy những đề xuất về năng lượng tái tạo. Ông Biden muốn chi khoản tiền lớn để củng cố lưới điện của Mỹ, kết nối tua bin gió và nhà máy điện năng lượng mặt trời với các thành phố và tiểu bang. Đây là bước quan trọng nếu Mỹ muốn chuyển sang dùng năng lượng mặt trời, gió và các năng lượng tái tạo khác. Khi không có đủ nguồn cung, các quy định và chính sách sẽ phải can thiệp. Nhiệt độ thấp kỷ lục khiến nhu cầu dùng điện ở Texas vượt qua cả những ngày hè nóng nhất. Nhà quản lý điện ở bang này và khắp vùng Trung Tây phải cắt điện luân phiên để bảo vệ lưới điện. Tuy vậy, chỉ riêng ở Texas, 4 triệu người phải sống trong cảnh mất điện từ ngày 15 tháng 2. Những ngày qua đã chứng minh được chúng ta cần dầu và khí đốt. Sẽ là một thảm họa nếu chúng ta chỉ dựa vào năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt cũng vô hiệu hóa phần lớn nguồn nhiên liệu hóa thạch. Các đầu giếng khí đốt tự nhiên bị đóng băng. Các máy phát điện hạt nhân và than ở Texas cũng ngừng hoạt động. Ngoài ra, cuộc tranh luận về việc dùng năng lượng xanh hay nhiên liệu hóa thạch cũng không còn như trước đây. Cán cân quyền lực đã thay đổi khi ngành công nghiệp ô tô, phố Wall và thậm chí một số công ty nhiên liệu hóa thạch ủng hộ năng lượng tái tạo. Họ cũng định hình quá trình chuyển đổi trị giá hàng tỷ đô la Mỹ sang năng lượng sạch hơn. Gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng là những lựa chọn có chi phí cạnh tranh nhất. Điều cần làm là nhanh chóng mở rộng đầu tư vào các công nghệ đó để cải thiện cả độ tin cậy và khả năng phục hồi của năng lượng sạch. Sự thay đổi khiến cuộc tranh cãi về vấn đề năng lượng của Washington không chỉ có ý kiến từ một phía. Các đồng minh trong và ngoài chính phủ của ông Biden đã truyền đi thông điệp rằng trận bão tuyết cho thấy sự cấp bách của việc chống lại biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những thảm họa từ thời tiết khắc nghiệt mà Mỹ phải đối mặt. Chúng ta cần nghĩ cách để cơ sở hạ tầng chống chọi lại các sự kiện thời tiết cực đoan xảy ra ngày một phổ biến. Thật là một bi kịch khi có nhiều người ở phía đối diện dùng điều này để chống lại năng lượng tái tạo. Mặc dù có lưới điện rộng lớn, hệ thống điện của Texas gần như tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của nước Mỹ. Vì vậy, Texas không thể lấy điện từ các khu vực khác khi thiếu hụt. Đã đến lúc Quốc hội thông qua kế hoạch mở rộng và nâng cấp lưới điện của Mỹ. Việc mở rộng các đường dây điện liên vùng sẽ giúp lưới điện tránh được các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Kế hoạch chuyển nền kinh tế thành thân thiện với môi trường của ông Biden có khả năng sẽ bao gồm việc dùng tiền để lắp thêm đường dây tải điện, nâng khả năng chống chịu với thời tiết, chôn đường dây và các cải tiến khác cho lưới điện. Tuy nhiên, hiện tại, chính quyền Tổng thống Biden đang tập trung vào việc đảm bảo hàng triệu người dân trên khắp Texas bị cơn bão ảnh hưởng, nhận được cứu trợ cần thiết. Công viên Disneyland ở đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc vừa qua đã mở cửa trở lại đón công chúng với các biện pháp chống dịch mới được áp dụng để bảo vệ du khách. Khi đại dịch COVID-19 ở Hồng Kông dần lắng dịu, công viên Disneyland đã được phép mở cửa trở lại sau 3 lần đóng cửa. Hiện tại, Disneyland mở cửa phục vụ khách 5 ngày một tuần. Công viên đóng cửa thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, trừ những ngày lễ Tết đặc biệt. Tất cả du khách đến đây phải đặt lịch hẹn trực tuyến trước. Khi vào công viên, du khách được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và đăng ký thông tin cá nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.